Mến chào các bạn đã trở lại với kênh bóng đá New. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, hãy để lại một lượt like và đăng ký kênh. Nhận những thông tin mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng bán kết. Khi các đội bóng được đánh giá mạnh hơn đều giành chiến thắng. Argentina gặp Pháp là trận chung kết được nhiều người mong đợi. Để giành quyền vào chung kết World Cup 2022 đội tuyển Argentina thi đấu 6 trận với thành tích một thất bại và 5 chiến thắng. Trong đó có một trận cần tới loạt luân lưu. Trận thua duy nhất của Argentina tại World Cup 2022 tính đến lúc này là thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, đội tuyển Pháp cũng không giữ được thành tích bất bại trên hành trình vào chung kết World Cup 2022. Nhà đương kim vô địch thua Tunisia ở lượt trận cuối vòng bảng. Nhưng đó là khi đội bóng này chắc xuất đi tiếp. Và chỉ sử dụng dội hình dự bị trong 5 trận còn lại. Pháp đều giành chiến thắng sau 90 phút. Trận chung kết cũng là màn so tài đáng chú ý. Của các tiền đạo chủ lực trong màu áo hai đội. Hiện tại, cuộc đua vua phá lưới là màn cạnh tranh giữa bốn cầu thủ Lionel Messi, Julian Alvarez, Argentina Và Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Pháp Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp Diễn ra lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 trên sân vận động Luceo Trước đó một ngày, trận tranh hạng 3 World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 đây là màn so tài giữa croatia và maroc những đội bóng tạo ra hình ảnh đẹp tại giải đấu lần này